mình đã từng ước. Giá như mình biết điều này sớm hơn, có lẽ mình đã có thêm nhiều phông chữ đẹp cho các thiết kế của mình. Khi các bạn nhìn thấy những tấm poster, ảnh bìa hay các bài viết trên mạng xã hội, bạn mê mẩn khi nhìn thấy các ảnh thiết kế có chữ ấn tượng và muốn tìm kiếm phông chữ đó để áp dụng cho các thiết kế của bạn, thì bạn hãy cùng mình thực hiện như sau. Đầu tiên bạn hãy tải ảnh có phông chữ bạn muốn về, sau đó truy cập website myphone.com. Link như trên video. Link này mình cũng để ở dưới phần mô tả để tiện cho các bạn thao tác. Sau khi truy cập, bạn click và tải ảnh đã chuẩn bị lên. Đợi một chút để website quét phông chữ, kéo thả vùng chọn có phông chữ bạn muốn tìm. Sau đó click nút mũi tên sang phải bên dưới ảnh. Lúc này, một loạt các phông chữ tương tự hiện ra. Bạn không nên tải xuống ngay bởi MyPhone sẽ cung cấp phông chữ và yêu cầu bạn trả phí. Để tải miễn phí, bạn chỉ cần copy tên phông chữ mà bạn cảm thấy giống và tìm kiếm trên Google. Truy cập các website đầu kết quả tìm kiếm để tải về. Lúc này, chỉ cần giải nén bạn sẽ có ngay các phông chữ đẹp độc lạ đang kiếm tìm. Cho mình một like nếu điều này hữu ích với bạn. Chúc bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.